hướng dẫn sử dụng bài giảng. Kích chuột vào để dừng lại hoặc tiếp tục. Xem lại từ đầu nội dung đang xem. Kích chuột chỉnh âm thanh to hoặc nhỏ. Thu nhỏ, phóng to màn hình. Kích chuột để chuyển qua trang trước. Kích chuột để chuyển qua trang sau. Chào các em, cô là Huỳnh Thị Chung, là giáo viên trường tiểu học số 1 Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết địa lý lớp 4 ngày hôm nay. Đến với phần khởi động ngày hôm nay, cô sẽ mang đến cho chúng ta một thử thách đầy thú vị qua trò chơi du lịch cùng khinh khí cầu. Các em có tò mò và hứng thú không nào? Ở trò chơi này, chúng ta sẽ đồng hành cùng với ba bạn, đó là bạn khỉ, bạn voi và bạn hươu cao cổ. Mình là khỉ con, mình xin chào các bạn. Còn mình là voi con. Còn mình là hươu cao cổ, chúng mình sẽ cùng đi du lịch với nhau nhé. Các em sẽ giúp ba bạn trả lời đúng ba câu hỏi để khinh khí cầu bay lên đưa chúng ta cùng đi du lịch nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu thôi nào. Với câu hỏi ở khinh khí cầu của bạn khỉ nhé. Địa danh nào dưới đây thuộc thành phố Huế? A. Núi Ngự Bình, Sông Hương, Lăng Tự Đức, Ngọ Môn. B. Chợ Đông Ba, Ngọ Môn, Cầu Trường Tiền, Hồ Hoàn Kiếm. C. Chợ Bến Thành, Ngọ Môn, Hồ Hoàn Kiếm, Sông Hương. D. Núi Ngự Bình, Chợ Cồn, Sông Hương, Lăng Tự Đức. Nào, các em cùng suy nghĩ và chọn đáp án đúng nhé. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Bây giờ, các em cùng xem đáp án của cô nhé. A. Núi Ngự Bình, Sông Hương, Lăng Tự Đức, Ngọ Môn. Vậy là các em đã giúp cho khinh khí cầu của bạn khỉ bay lên rồi. Chúng ta tiếp tục đến với câu tiếp theo để đưa khinh khí cầu của bạn voi bay lên nhé. Phố Huế nổi tiếng với những điều gì? A. Nhà rông, nhà sàn. B. Kiến trúc cung đình, thành quách, lăng tẩm. C. Nhà cao tầng, phố xá đông đúc. D. Biệt thự, villa. Đáp án của các em là gì? Đáp án chính xác của cô là cầu D. Cô tin chắc rằng sẽ có rất là nhiều bạn có cùng đáp án với cô là nhà Nguyễn. Chúc mừng các bạn đã giúp cho khinh khí cầu của bạn hươu cao cổ bay lên trời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo khinh khí cầu của ba bạn đi du lịch nơi nào nhé.
Vừa rồi chúng ta vừa theo khinh khí cầu của ba bạn du lịch đến một nơi rất nổi tiếng. Các em có đoán được đó là nơi nào không? Cô có một gợi ý nhỏ cho các bạn nhé. Cầu Vồng, miền Trung, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế. À, thật dễ dàng để đoán ra đúng không nào? Đó là thành phố Đà Nẵng. Năm 2018, Đà Nẵng được thành tạp chí nổi tiếng trên thế giới về du lịch công nhận là một trong những thành phố đáng sống. Vậy, Đà Nẵng có gì đặc biệt và thú vị? Chúng ta cùng nhau khám phá hoặc tiếp địa lý bài 28, thành phố Đà Nẵng. Qua bài học này, các em sẽ nắm được kiến thức, xác định và nêu vị trí thành phố Đà Nẵng trên lược đồ. Đà Nẵng là thành phố cảng lớn, đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông. Đà Nẵng là trung tâm công nghiệp, là địa điểm du lịch nổi tiếng. Về kỹ năng, chỉ được thành phố Đà Nẵng trên lược đồ. Kỹ năng giải quyết các bài tập. Về thái độ, tự hào về thành phố Đà Nẵng. Có ý thức giữ gìn thành phố xanh sạch đẹp. Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, dự đoán. Cô mời các em khám phá thành phố Đà Nẵng cùng với cô qua bài học hôm nay nhé. Một hành trang không thể thiếu trong chuyến hành trình này, đó chính là quyển sách giáo khoa. Các em mở sách trang 147 để cùng cô đi vào ba nội dung chính của bài học hôm nay nhé. Hoạt động 1, Đà Nẵng, thành phố cảng. Hoạt động 2, Đà Nẵng là trung tâm công nghiệp. Hoạt động 3, Đà Nẵng là địa điểm du lịch. Một trong những đặc điểm nổi bật khi nhắc đến Đà Nẵng đó chính là thành phố cảng. Vậy vì sao Đà Nẵng được biết đến là thành phố cảng? Chúng ta sẽ tìm hiểu. Hoạt động đầu tiên của bài Đà Nẵng, thành phố cảng. Trước hết, chúng ta cần xác định vị trí của thành phố Đà Nẵng trên bản đồ hành chính Việt Nam. Các em quan sát bản đồ và chỉ vị trí thành phố Đà Nẵng. Phố Đà Nẵng trên bản đồ. Đây chính là vị trí của thành phố Đà Nẵng trên bản đồ. Thành phố Đà Nẵng thuộc đồng bằng duyên hải miền Trung, có diện tích tự nhiên khoảng 1.283 km², gồm 6 quận và 2 huyện. Đây là lược đồ thành phố Đà Nẵng. Các em quan sát lược đồ ở sách giáo khoa trang 147 và mô tả vị trí của Đà Nẵng theo các gợi ý sau. Các em bấm tạm dừng màn hình để hoàn thành thử thách cô đưa ra nhé. Các em đã hoàn thành thử thách chưa? Bây giờ chúng ta theo dõi lên màn hình để cùng nhau xem đáp án. Thành phố Đà Nẵng nằm ở phía nam đèo Hải Vân, nằm bên bờ sông Hàn, bao gồm vịnh Đà Nẵng, bán đảo, Sơn Trà và quần đảo Hoàng Sa. Phía tây và phía nam Đà Nẵng tiếp giáp với tỉnh Quảng Nam, phía bắc giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế, phía đông giáp với Biển Đông. Ở đây có huyện đảo Hoàng Sa, thuộc quần đảo Hoàng Sa nằm ngoài Biển Đông, thuộc chủ quyền của đất nước Việt Nam ta, kín đáo và rộng, là điều kiện thuận lợi để xây dựng các hải cảng lớn. Các em quan sát lược đồ, tìm vị trí cảng biển của Đà Nẵng. Như bạn đã chỉ được rồi đúng không? Đây là cảng biển Tiên Sa và cảng sông Hàn. Cảng Tiên Sa là một trong những cảng đóng vai trò quan trọng và lớn nhất khu vực miền Trung. Nơi đây thường xuyên đón các tàu du lịch năm sao trên thế giới đến tham quan.
cũng như là những địa danh lân cận. Cảng sông Hàn trước đây không chỉ là cảng biển lớn của Đà Nẵng mà còn là một trong những cảng lớn của Việt Nam, từng đóng vai trò trong sự phát triển kinh tế của Đà Nẵng, nhưng hiện nay vì vấn đề môi trường nên cảng sông Hàn được đưa vào mục đích. Nằm ở vị trí khá thuận lợi như vậy thì việc di chuyển đến thành phố Đà Nẵng có dễ dàng và thuận tiện không? Các em hãy dựa vào lược đồ và vốn hiểu biết của mình nêu các loại đường giao thông ở Đà Nẵng. A. Đường bộ, đường thủy. B. Đường sắt. C. Đường hàng không. Và D. Tất cả các loại đường trên. Các em đã chọn được cho mình đáp án đúng chưa? Đúng rồi, đường giao thông Đà Nẵng bao gồm tất cả các loại đường trên. Chúng ta di chuyển đến Đà Nẵng bằng những phương tiện giao thông nào? Chúng ta có thể di chuyển đến Đà Nẵng bằng những phương tiện giao thông như là ô tô bằng theo tuyến quốc lộ 1A, xe lửa theo tuyến đường sắt Bắc Nam, bằng tàu thuyền theo đường biển hoặc là đường thủy, bằng máy bay theo đường hàng không. Như vậy, có thể đến Đà Nẵng hoặc là từ Đà Nẵng đi đến nhiều nơi khác ở vùng duyên hải miền Trung và cả nước bằng nhiều tuyến đường giao thông khác nhau, tương ứng với các đầu mối giao thông quan trọng như là đường biển, cảng Tiên Sa, đường thủy thì có cảng sông Hàn, đường bộ thì có quốc lộ 1A, đường sắt thì có ga Đà Nẵng, đường hàng không thì có sân bay Đà Nẵng. Đây là hình ảnh bến xe Đà Nẵng, ga Đà Nẵng, sân bay Đà Nẵng là một trong những sân bay quốc tế lớn nhất nước ta. Đường hàng không Đà Nẵng nối trực tiếp với Bangkok, Singapore, thuận tiện cho việc giao lưu quốc tế. Đà Nẵng còn có một vị trí đặc biệt về giao thông đường thủy. Cảng Đà Nẵng nằm trong vịnh Đà Nẵng, là thương cảng thứ ba của nước ta, luôn đón chào các tàu du lịch năm châu trên thế giới. Ở Đà Nẵng có hai cảng biển lớn, đó chính là cảng Tiên Sa và cảng sông Hàn, là nơi xuất phát và đón tiếp nhiều tàu biển. Chính vì vậy, Đà Nẵng được gọi là thành phố cảng. Như vậy, Đà Nẵng là đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông ở đồng bằng duyên hải miền Trung. Đà Nẵng có cảng sông Hàn và cảng Tiên Sa là nơi đón tiếp và xuất phát nhiều tàu biển trong và ngoài nước. Đà Nẵng được coi là trung tâm công nghiệp của vùng duyên hải miền Trung. Vậy Đà Nẵng tạo ra những mặt hàng sản xuất nông công nghiệp nào? Hoạt động ở đây có gì nổi bật? Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nội dung tiếp theo. Em hãy kể một số loại hàng hóa được đưa đến Đà Nẵng và từ Đà Nẵng đưa đi nơi khác bằng tàu biển. Những hàng hóa được đưa đến Đà Nẵng: 1. Hàng may mặc. 2. Vật liệu xây dựng đá mỹ nghệ. 3. Đồ dùng sinh hoạt. 4. Ô tô máy móc thiết bị. 5. Vải may quần áo. 6. Hải sản đông lạnh hoặc sấy khô. Các em hãy bấm tạm dừng video để thực hiện yêu cầu giúp cô nhé. Các em hãy tạm bấm màn hình để thực hiện yêu cầu. Mời các em quay lại bài học để đối chiếu kết quả với cô. Những hàng được đưa đến Đà Nẵng đó là hàng may mặc, đồ dùng sinh hoạt và ô tô, máy móc, thiết bị. Các em có cùng đáp án với cô không? Cô tin chắc rằng sẽ có nhiều bạn chọn đúng những hàng hóa được đưa đến Đà Nẵng.
Đà Nẵng đưa đi nơi khác bằng tàu biển có những hàng như là vật liệu xây dựng, vải may quần áo, hải sản đông lạnh hoặc sấy khô. Đây là một số hình ảnh hàng hóa được đưa đến nơi khác. Một số hàng hóa đưa đến Đà Nẵng như là ô tô nhập khẩu, thiết bị máy móc được dùng trong công nghiệp, hàng may mặc như là quần áo và đồ. Như vậy, hàng hóa đến Đà Nẵng là sản phẩm của ngành công nghiệp. Từ Đà Nẵng đưa đi nơi khác như là vật liệu xây dựng gồm sắt, gạch, xi măng hoặc là đá mỹ nghệ. Các hải sản như là tôm, mực được đông lạnh hoặc sấy khô. Như vậy, sản phẩm chở từ Đà Nẵng đi nơi khác chủ yếu là nguyên vật liệu. Ngoài ra, thành phố nằm bên bờ biển Đông nên ngành đóng tàu là ngành có ưu thế lớn của thành phố này. Với vị thế là trung tâm công nghiệp của miền Trung và Tây Nguyên, Đà Nẵng là nơi hội tụ các công ty lớn của ngành sản xuất tiêu dùng, công nghiệp chế biến thủy hải sản. Các khu công nghiệp ở Đà Nẵng như là khu công nghiệp Liên Chiểu, khu công nghiệp Hòa Cầm, khu công nghiệp thủy sản Hòa Khánh và khu công nghiệp Đà Nẵng. Như vậy, Đà Nẵng có các cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng, đóng tàu, chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng. Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp lớn và quan trọng của mình. Chúng ta vừa có những trải nghiệm thật thú vị và những kiến thức hữu ích về thành phố Đà Nẵng. Trước khi đi vào tập 3, tôi cùng các em hòa nhịp vào giai điệu vui tươi của buổi điểm. Chào học sinh Đà Nẵng, xem nhé. Bao xe cô tới lui, mà đời hay chăng Đà Nẵng tôi là một thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Đà Nẵng hôm nay đang đổi thay mỗi ngày, và nơi cùng tôi ca vang bài ca tình yêu nào ta cùng nhau dài trên phố vui. Về thăm Đà Nẵng ngôi sao tuyệt vời, nhà cao tầng phố đông vui mọi nơi, chiều sông Hàn thấy chúng tay đi bé em cứ say đi con thấy xưa đời vui. Nhìn sơn trà nữ đang qua mây trời rồi lên mà nhà thấy tối sao lạnh ghê, chiều nghe hiền hát vang lên câu ca Welcome to Đà Nẵng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đưa tới bạn bè trong và ngoài nước. Cũng chính vì thế mà Đà Nẵng còn là điểm du lịch nổi tiếng. Vậy những điều kiện nào thúc đẩy ngành du lịch Đà Nẵng phát triển? Chúng ta sang hoạt động 3. Đà Nẵng, địa điểm du lịch. Các em hãy quan sát lược đồ thành phố Đà Nẵng cùng với những thông tin trong sách giáo khoa trang 148, đoạn từ Đà Nẵng hấp dẫn đến cổ xưa, và giúp cô trả lời hai câu hỏi sau. Những nơi nào của Đà Nẵng thu hút nhiều khách du lịch? Và vì sao Đà Nẵng thu hút nhiều khách du lịch? Các em hãy bấm tạm dừng để tìm hiểu thông tin và trả lời giúp cô hai câu hỏi này. Các em đã tìm ra câu trả lời chưa nào? Bây giờ các em hãy tiếp tục theo dõi lược đồ để xem những nơi nào thu hút nhiều khách du lịch nhé. Đó là bán đảo Sơn Trà, Bãi Nam, Mỹ Khê, Nôn Nước, Ngũ Hành Sơn. Núi Ngũ Hành cách trung tâm Đà Nẵng 8 km về phía đông nam, là nơi hội tụ của năm hòn đá vôi nhô lên trên một bãi cát văng biển, tạo thành danh thắng nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Và đây là bán đảo Sơn Trà. Đây là bãi biển Mỹ Khê, một danh thắng được bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Đây là hình ảnh của bãi Nam, biển Nôn Nước. Khi đến với thành phố này, du khách không khỏi choáng ngợp với khu du lịch được đầu tư với quy mô lớn, đó là khu du lịch Bà Nà. Bà Nà là ngọn núi đẹp nhất Đà Nẵng, trở thành khu du lịch và nghỉ dưỡng mà bất kỳ khách tham quan nào đến Đà Nẵng cũng không thể bỏ qua. Khi đến với Bà Nà Hill, các em sẽ đi bằng cáp treo hay tham quan hầm rượu Đê Bay, là một công trình độc đáo do người Pháp xây dựng vào năm 1923, hoặc là trải nghiệm với tàu hỏa leo núi. Và một địa điểm tham quan du lịch nữa mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến với Bà Nà, đó chính là cây cầu vàng. Cù La Chàm là danh thắng không thể bỏ qua, bao gồm 8 đảo được coi là viên ngọc quý của Đà Nẵng. Ngoài ra, Đà Nẵng còn nổi tiếng với các cây cầu như là cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước, cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Sông Hàn. Cầu Sông Hàn có thể quay được để tạo ra hai lối đi cho tàu thuyền qua lại, là nơi tổ chức hội thi bắn pháo hoa quốc tế nổi tiếng. Từ lâu, cầu Sông Hàn trở thành niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Và đây là một chiếc cầu khá nổi tiếng khác ở thành phố Đà Nẵng, đó chính là cầu Rồng. Được thiết kế và xây dựng với hình dạng một con rồng có khả năng phun lửa và phun nước như thật vào 21 giờ các tối ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lớn trong năm. Ngoài ra, Đà Nẵng còn thu hút khách du lịch với nền văn hóa lâu đời của người Chăm. Bảo tàng Chăm là nơi trưng bày các hiện vật, là bảo tàng điêu khắc có quy mô lớn nhất nước ta. Các vị trí điểm du lịch ở Đà Nẵng trên lược đồ. Như vậy, Đà Nẵng thu hút nhiều khách du lịch do có nhiều bãi biển đẹp liền kề núi Nôn Nước, có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, có bảo tàng Chăm cùng với các hiện vật điêu khắc cổ xưa. Khi đến với Đà Nẵng hoặc sống ở thành phố Đà Nẵng, các em cần phải bảo vệ môi trường và giữ cho thành phố luôn sạch đẹp. Sau bài học hôm nay, các em cần ghi nhớ Đà Nẵng là thành phố cảng lớn, đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông ở đồng bằng duyên hải miền Trung. Đà Nẵng còn là trung tâm công nghiệp và là nơi hấp dẫn du khách. Các em về chuẩn bị bài sau, biển, đảo và quần đảo. Chuyến hành trình của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.
Chào các em. Chúng ta chung phong, chung nhau nhịp đập từ trái tim. Cầu mong quê ta chung sức trên thân.